Ngoài đánh piano độc tấu thì con còn đánh piano song tấu, sau đây là hai bài piano bốn tay trình bày bởi con và em Trân. Bài đầu tiên là bài Bouquet và bài thứ hai là bài Two Cavalry Trots. Thể loại piano bốn tay này đòi hỏi sự phối hợp nhịp nhàng giữa cả hai người đánh, nên chỉ cần một người mắc lỗi sai thì cả hai sẽ bị sai theo.